Sau đây là thông tin của thị trường chứng khoán. Thưa quý vị, bảy tăng giá xuất hiện vào giữa phiên sáng trên chỉ số được quan tâm nhất của thị trường chứng khoán đó là VN Index. Chốt lại phiên giao dịch đầu tuần, chỉ báo này xem như đã có chuỗi giảm điểm 3 phiên liền bất chấp các yếu tố kinh tế vĩ mô thuận lợi về dài hạn đang được Ngân hàng Phát triển Châu Á hay nhà cho vay ANZ ước đoán cho Việt Nam năm nay. Sức bật của thị trường vào giữa phiên sáng đã trở thành bẫy tăng giá khi các chỉ số chính trên sàn niêm yết chuyển sang sắc đỏ ngay sau đó, khi mất đi trụ đỡ từ nhiều mã vốn hóa lớn như Masan, Gas, Vincom, Vinamilk và Vietcombank. Thanh khoản toàn thị trường giảm mất 18% so với ngày thứ sáu trước đó. Đây cũng là phiên có thanh khoản thấp nhất kể từ đầu tháng 2 đến nay. Khép phiên, VN có phiên giảm thứ ba liên tiếp, mức giảm tương tự phiên cuối tuần trước, sắp xỉ 0,5%. Ở chiều ngược lại, trong số các mã đầu ngành còn giữ nhịp cho thị trường có thể thấy những cái tên như Bảo Việt Holdings, SSI hay Việt Tinh Băng. Bên cạnh đó, vẫn có nhiều cổ phiếu ngành mía đường, xây dựng bất động sản và cổ phiếu thép tăng giá, điển hình như hoa sen, thép hòa phát hay thép tiến lên, nhà khang điền, xây dựng nhà tiền giang, gốm sứ Tashira. Cổ phiếu của một số nhà máy điện cũng tăng giá, trong đó có nhiệt điện phá lại, thủy điện thác mơ tăng. Tại sàn Hà Nội, những tin tức tốt lành về việc mua lại cổ phiếu quỹ của VND &E, hay cổ đông là lãnh đạo doanh nghiệp mua cổ phiếu của VCS cũng chỉ đủ giữ cho những mã cổ phiếu này vừa thoát lên trên mức giá tham chiếu. May mắn hơn VN Index, lúc hết giờ giao dịch, chỉ số đại diện sàn Hà Nội đã lấy lại tất cả những gì đã mất từ đầu phiên, thanh khoản hơn 500 tỷ đồng và lực bắt đáy cuối phiên đã kéo chỉ số đại diện sàn Hà Nội tăng nhẹ, tiến sát mốc 79 điểm. Đa phần các dự báo và phân tích đều cho rằng thị trường chứng khoán sẽ khó lấy lại xu thế tăng trong khoảng 2 tuần tới. Những thông tin từ Hose như đưa cổ phiếu Asian vào diện cảnh báo và tạm ngừng giao dịch công ty vận tải biển Vinaship đã trở thành đoàn tâm lý không nhẹ với giới đầu tư trong phiên hợp động đầu tuần.